đời gào thét, bắt mùi hiếu chiến của đế quốc Mỹ. Các đơn vị bộ đội thường trực, công an vũ trang, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, chuẩn bị đánh cho bọn xâm lược Mỹ những đòn trừng phạt đích đáng nếu chúng cứ tiếp tục khiêu khích miền Bắc. Không phải chỉ có bộ đội sẵn sàng đánh địch mà toàn thể dân quân tự vệ cũng có mặt ở trận địa. Cũng không phải chỉ có lực vũ trang mà toàn quân quản lý lính nghệ đã ra chiến hào.